Hai cô bạn này đang ngồi tám chuyện với nhau, nhưng ngay sau đó, cô gái không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vội vàng mở cửa đi tìm bạn, mà không hề hay biết, một thanh niên biến thái đã lặng lẽ xuất hiện ngay sau lưng. Bên phòng này có hai chàng trai trẻ sống chung với nhau, Aman đang vui vẻ gặm khô mực, còn Boton thì nằm bên cạnh ngủ ngon lành. Aman rảnh rỗi không có việc gì làm chuẩn bị đi úp mì. Khi anh úp mì xong, quay trở về phòng, thì một bóng trắng bỗng lướt qua sau lưng. Aman đang chuẩn bị ăn mì, thì thanh niên biến thái kia lẳng lặng lẻn vào. Aman sợ hãi vội vàng bỏ chạy, nhưng sau khi mở cửa ra, bên ngoài lại có cả đống người như vậy. Aman vội vàng chạy vào một căn phòng khác, nhưng ngay sau đó, sau khi xong việc, thanh niên biến thái kia lập tức biến mất. Nhưng lúc này, Aman lại đứng bật dậy. Boton sau khi tỉnh dậy, phát hiện không thấy bạn thân đâu, bèn cầm con cá mực khô của Aman lên gặm, mà không hề phát hiện ra nguy hiểm đang cận kề. Lúc này, một bóng người xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Boton còn tưởng rằng đó là bạn mình, bèn bám theo bóng người đi tới một căn phòng. Bỗng nhiên, sàn nhà vang lên tiếng động, Boton cúi người xuống kiểm tra. Nhưng khi Boton vừa cậy tấm ván gỗ lên thì sợ đến mức tè ra quần. Hóa ra có một tên biến thái đang nấp dưới sàn nhà. Thấy Boton sắp mất mạng, một vị đạo sĩ bước vào. Tên biến thái lập tức bị đạo sĩ phong ấn, sau đó lấy ra một viên thuốc không rõ, nhét vào miệng tên biến thái. Sau một cơn co giật, Aman lập tức hiện ra trước mắt họ. Lúc này, đạo sĩ mới nói với hai người họ, bản thể thật sự của tên biến thái này bấy lâu nay vẫn luôn bị gia tộc của mình phong ấn. Nhưng một ngày nọ, khi anh đang luyện tập chém gỗ, không cẩn thận đã phá vỡ phong ấn của tên biến thái đó. Anh vốn định phong ấn nó lại, nhưng lại bị một khúc gỗ rơi vào đầu rồi ngất đi. Vừa dứt lời, bỗng có hai tên biến thái xuất hiện, đạo sĩ cũng liền mau chóng phong ấn hai tên đó. Sau khi ăn thuốc, hai tên biến thái cũng biến thành hai cô gái ở đầu video. Đạo sĩ đưa cho Aman và Boton lá bùa để phòng thân, rồi cầm pháp khí tiếp tục tìm kiếm. Aman cho rằng mấy tên biến thái thường hay ở trong nhà vệ sinh, nhưng tìm cả ngày trời vẫn chẳng thấy đâu. Boton tìm trong góc tường suốt một hồi cũng không thấy bóng dáng tên nào cả. Khi anh đang chuẩn bị tới nơi khác để tìm, thì một tên biến thái bỗng nhiên xuất hiện sau lưng. Vừa bật đèn thì có một tên đã xuất hiện trước mặt. Anh lập tức giơ lá bùa ra, tên biến thái lập tức không còn động đậy. Lúc này, Boton phát hiện ra trên tường có một dòng chữ, trên bàn dán đầy ảnh của Akira. Hóa ra tên biến thái chính là do người đàn ông này hóa thành. Ông ta vốn dĩ là một kẻ si tình, yêu thầm Akira, nhưng Akira lại xua đuổi ông ta như đuổi tà. Vô tình, người đàn ông phát hiện ra một tờ quảng cáo, nói rằng sẽ giúp bạn trở thành một tên biến thái đích thực, lúc đó có thể đi xuyên qua bất cứ kẽ hở nào. Vì để có được Akira, hắn ta đã khổ sở luyện tập. Dựa theo giáo trình, hắn ta phải nghiền nát toàn bộ xương cốt của mình, sau đó nằm trong quan tài, ướp xác 9981 ngày thì sẽ có thể trở thành biến thái chúa. Sau khi Boton mở chiếc quan tài ra, bên trong quả nhiên có một cái xác. Xem ra, phải phá hủy bản thể của tên biến thái thì mới có thể giải quyết được nguy hiểm. Anh hưng phấn chạy đi báo tin tốt này cho hai người kia. Nhưng ngay sau đó, họ đã bị một đám biến thái tới bao vây. Đạo sĩ vừa đánh vừa lùi, nhưng cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì họ cũng bị lây nhiễm. Boton nói với bọn họ, hãy đi đến cuối con đường, ở đó có một cánh cửa bí mật, bên trong chính là cơ thể chính của đám biến thái này. Đạo sĩ nghe xong, anh lập tức xuất phát, nhưng sau khi mở cửa ra thì đám biến thái đã vây kín cả con đường. Phải tốn rất nhiều sức lực, cuối cùng đạo sĩ mới đi vào được căn phòng bí mật. Khi đang chuẩn bị hủy đi thi thể chính của tên biến thái, bỗng nhiên, một đám biến thái xông vào căn phòng. Bởi vì không gian quá nhỏ, đạo sĩ căn bản không thể thi triển pháp thuật. Cuối cùng, anh cũng bị biến thành biến thái. Bây giờ chỉ còn lại một mình Boton sống sót, anh cầm con khô mực lên. Quả nhiên, chiêu này cũng có chút tác dụng. Trong lúc nguy cấp, một người đàn ông bỗng nhiên xông vào. Hóa ra là sư huynh của vị đạo sĩ kia. Vì nghe nói ở đây có nhiều biến thái lộng hành, nên anh đã vội vàng bắt xe từ Tokyo tới đây. Sau khi biết sư đệ của mình đã bị cắn, anh lập tức lấy la bàn ra và tìm được sư đệ của mình. Lúc mấy người họ đang trò chuyện, không hề hay biết trong đám biến thái có một con cá lạc lưới. Sư huynh không may đã bị truyền nhiễm. Trước khi biến đổi, anh dặn dò sư đệ nhất định phải cứu được tất cả mọi người. Tiếp đó, sư huynh cũng đã biến thành một tên biến thái. Đạo sĩ nén nước mắt phong ấn sư huynh rồi ngồi gục xuống khóc như mưa. Bởi vì căn phòng bí mật chật hẹp, lại có quá nhiều biến thái, anh căn bản không thể phá hủy được cơ thể chính của chúng. Nhưng sau một hồi thảo luận, anh và Boton quyết định xông vào căn phòng bí mật lần nữa. Thời khắc quan trọng, Boton dùng con khô mực ngăn chặn bọn chúng. Đạo sĩ liền giơ thanh bảo kiếm lên, phá hủy cơ thể chính. Bây giờ, việc bọn họ cần làm đó là tiêu diệt đám biến thái còn lại. Sau khi dụ được đám biến thái tới cùng một chỗ, đạo sĩ tung một loạt bùa ra, tiêu diệt từng tên biến thái.
Đám biến thái cảm thấy sợ hãi, chuẩn bị chạy trốn. Đạo sĩ lập tức đuổi theo, phong ấn toàn bộ bọn chúng. Sau đó lấy ra một đống thuốc, được cho bao ton. Hai người cho từng tên biến thái uống loại thuốc đó. Mấy phút sau, thuốc phát huy tác dụng, tất cả mọi người đều trở lại bình thường. Mọi người reo hò vui mừng, nhưng bỗng có một tên biến thái lại lặng lẽ thò đầu ra. Hai anh em đạo sĩ đang chuẩn bị rời đi, tên biến thái lại cắn lên người sư đệ một phát. Tiếp đó là sư huynh. Những người đạo sĩ duy nhất có thể chế ngự bọn chúng cũng đã đều biến thành biến thái cả rồi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều biến thành biến thái. 1:10, 10:100, 100:1000. Chớp mắt, toàn bộ Nhật Bản đều biến thành biến thái, biến mất khỏi bản đồ. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây là hết. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha.